Anh chạy. Anh ơi còn tiền xài không? Trời ơi trời trời. Xỉu luôn á, xỉu xỉu. Anh bay luôn anh Thịnh. Chưa bao giờ nghe. Thì thật ra thì khen để mà tan chảy thì nó sẽ không đến mức tan chảy đâu. Nhưng mà kiểu đàn ông mà được khen cái đó là mình rất là khoái. Vô gì đó. Ở đâu rồi? Vô gì? Vô ghế gì? Xe đồ rồi chứ bị nghe đâu. Vô gì? Lầu cây là bộ ngã với bụng mình. Trời bữa nay gồ ghề quá vậy ta. Trời ơi gồ ghề. Sao mình cũng mình thơ tập nhánh mà bá này. Thơ khoái chết. Chờ kiểu vậy đó. Em mà em xấy sau vô chuyện này nữa là lát anh Thịnh khóc á. Đâu có, anh được dựa hoài. Tôi thấy dựa anh hoài. Ồ, bữa nay êm quá là mở nhiều là không có gồn ghề. Rồi, em chốt đáp án là bữa nay gồn ghề quá ta. Em không có được gồ ghề như bên kia. Nhưng mà mặc dù em hơi ốm nhưng mà em có cái bụng mỡ. Và mỗi khi mà đi xe máy ngoài đường, Jenna khi mà ôm eo em hay vèo vèo bụng mỡ vậy. Em bé có bụng mỡ nhè, em bé có bụng mỡ nhè. Em nghĩ đấy là một trong những cái mà em cảm thấy tan chảy nhất. Còn cái câu anh dễ thương lắm. Anh mập như heo vậy đó. Tan chảy luôn. Cái tình cảm người ta dồn vô cái câu đó nó rất là tan chảy em. Rồi, chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu.